Xin chào tất cả anh em, em là Tâm Nhật Bảy. Hôm nay tiếp tục giới thiệu với anh em một số món hàng nữa nha. Hôm nay đồ cực kỳ giá tốt luôn ha. Đó, giá cực kỳ tốt, cực kỳ rẻ luôn. Đó, có một số món thì phù hợp với anh em làm cơ khí nè. Đó, như cái này máy cắt lát ma nè ha. Đó, anh em làm bonsai nè, giật cành nè, làm vườn trái cây ăn quả anh em. Đó, bộ ép cốt nè. Đó, máy khoan rồi kìm. Đó, cây giật cành này cao 2 mét nha anh em, 1,2 2 mét ha. Là máy hàng nè, máy hàng này máy hàng cơ. Nó nặng khoảng 20 kg á. Đây có cái đai nè. Đai an toàn nè, tua vít này cực kỳ rẻ luôn anh em. Đó, nguyên đóng vậy em bán 150 thôi. Ha, mấy cây kìm cứng cứng này em bán gom hết bán 100.000 nè. Rồi mấy cây này 66 cũng 100.000 luôn nè. Đó, nay đồ có mấy món rất là rẻ luôn. Đó, như mớ này là 250 nè. Đó, ha, kéo nè, kéo nguyên đóng vậy là 100.000 nè anh em. Đó, giá rất là tốt luôn ha. Đó thì em đi sơ sơ mấy món vậy thôi, rồi anh em nào cần thì liên hệ cho em ha. Bây giờ em đi vào chi tiết. Rồi chào anh em, giới thiệu với anh em một con máy cắt lát ma nha anh em. Con này 50 A, xài điện 380V 3 pha ha. Đó. Con này thì cắt được từ 12 ly trở lại nha anh em. Cắt sắt dày 12 ly trở lại ha. Đó, điện 3 pha 380V nè, công tắc on off nè. Đó, cái này là check khí nè, kiểm tra khí nè, gạt lên là coi khí nó có ra không rồi tắt ha. Cái này là bóp tay, còn cái này giữ luôn là bật lên nè ha. Đó, cái này 9A nè, bộ này em bán 9,5 triệu nha anh em, chuyển khoản bao ship nha, rất là nặng luôn á, nặng khoảng 80 kg á, cái thân máy không nặng 80 kg nha anh em. Đó, đây là cái đồng hồ chỉnh, cái này để cái van để anh em chỉnh nè, dặn chỉnh nè, A50 ha anh em. Con này của con đai đen đai hen. Đó, nội thất còn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, cái này điện zin của nó là 200V 3 pha, thì em chuyển lên 380, xài ok ngon lành, không có vấn đề gì hết. Đó, cái này kẹp mát nè, cái này là cây súng cắt nè ha. Còn khi mà anh em đấu dây vô là anh em đấu vô cổng này, cái này là dây công tắc nè, đấu vô cổng này ha. Đó, công tắc nè, công tắc bấm 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 á ha. Còn cái này là cái dây súng nè, hơi ra đường này nè ha. Cái này kẹp mát nè. Đó, này nó có chỉ hết nè. Đóng lại. Thì cái thân máy nặng 80 kg nha nè. Cái này là tay súng zin của nó. Đó, nếu mà anh em nào muốn xài súng zin thì xài, còn nếu mà anh em nào muốn xài súng Trung Quốc á, đó thì xài. Đó, xài súng Trung Quốc thì anh em chỉ việc tháo này ra thôi, lắp súng Trung Quốc vô, súng Quốc giờ rẻ lắm mà dễ mua phụ kiện đó ha. Còn này súng zin của nó nè, tay dắt zin của nó nè. Đó, đồng hồ khí zin của nó luôn nè. Đồng hồ khí nó đi theo bộ luôn nè anh em. Đó, đồng hồ khí của nó luôn nè. À, còn rất là đẹp luôn anh em. Rồi đây cho anh em coi cái thông số của nó ha. Rồi cái này xài điện 3 pha 380 nha anh em. 3 pha 380, anh em nào làm nhà xưởng thì mua con này xài là ok luôn. Mà cắt rất là trâu bò và rất là bền luôn. Đó. Ha, con này 3 pha 200V em chuyển lên 3 pha 380, em rát gạch 50 nè. 50A. 79 kg anh em. Cái xác không 79 kg ha, con này đai đen. IP9400Y nè. Đó. Cái nắp ở trên nó hơi 66 rồi nha anh em. Cái nắp trên hơi xấu xấu à, nhưng mà nội thất con này còn rất là đẹp luôn, tại vì người ta để nhiều khi nó ẩm á. Đó, cái nắp trên này nếu mà em đánh ra em sơn màu trắng cũng được nữa, tại vì cái thân máy này em còn thấy rất là đẹp luôn nè. À, nè, đây còn rất là đẹp luôn. Thì bộ này em bán 9,5 triệu nha anh em, bao ship mọi miền Tổ quốc luôn ha, chỉ khoảng bao ship mọi miền Tổ quốc. Đây anh em xem clip test của nó. À, quay test cho máy nha. Để em giới thiệu với anh em một bộ ép cốt của con Katus nha anh em. Đó, ở đây nó ghi là Katus nè, CT gạch 2 ha. Katus cũng chuyên làm thủy lực giống như người Dung Y vậy đó. Ở đây nó có rất nhiều bộ đầu luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bộ đầu nha anh em. Còn rất là đẹp luôn, đẹp hoàn hảo luôn á, đẹp như chưa xài luôn. Nó ghi T20, T240, T99, 98 nè. Đó. Đó, 12 bộ đầu, cái này em chưa có sắp lại nữa.
đó ha. Rồi ấy, bộ dưới nè, bộ dưới nó ghi nè, bộ này ép tới 365 luôn nè, anh thấy không, cái bộ này lớn nhất nè, lớn nhất 365 nè, bộ này 288 nè, đó 288 nè, đó nó có tất cả 12 bộ đầu anh em, thì đa số đầy đủ để cho anh em ép luôn. Cái này là cái đầu ép của nó nè, nha, cái đầu ép của nó nè, thì tất cả những đầu của nó là anh em T20 nè, T26, T44, T60, T78, T98, này T122, T154, cái này là T190 anh em, cái này là T240, còn cái này là T288, cái này là bự nhất là T365. Đó thì tất cả 12 bộ đầu rất là đẹp luôn, còn mới tinh luôn anh em nhìn cái đầu bóng nó còn mới tinh luôn. Đó con này ít xài anh em, hàng nó lưu kho thì sao á. Đó, cái đầu ép ngồi ok con lành nè, anh đi về lắp vô là xài thôi, 4K tốt ha, rất là gọn gàng luôn nha. Thì anh em nào cần con này liên hệ cho em ha, CT2. Rồi số 3 nha anh em, mã số 3 ha, mã số 3 nó bán 5 cây kéo, 5 cây này là 180.000, gồm có ở đây là một cây kéo thép trắng hay gì nè, đó cây này cắt răng cưa nha anh em, đó cây này cắt răng cưa ha. Đó, để đo chiều dài cho anh em coi, chiều dài của nó là 23cm, đó. Thì bán cả 5 cây vậy là 180, cái này chưa mài dũa hết nha em. Rồi cây này chiều dài 26cm nè, ha, cây tiếp theo chiều dài 26cm nè. Đó, cây này là kéo cắt giải ha, kéo cắt giải, tên tuổi thì không thấy cái logo, không thấy tên gì hết. Cái này về anh em mài nhẹ cái là mình xài được thôi. Đây, ha, về anh em ra thợ á, người ta mài lại cái là mình xài. Đó, cây này thì không thấy rổ nha em, mẻ thì nhâm thôi, tại vì kéo cũ mà. Đó, này là hai cây ha. Rồi tiếp cây thứ ba. Đó, cây này thì chiều dài của nó là 20cm thôi. Đó, cây này cũng không thấy chữ gì luôn nè. Đó, cái này về anh em mài lại xài nha. Cây này không có mẻ nha anh em, cây này không có mẻ. Rồi tiếp theo cây này nữa. Cây này cũng không thấy chữ gì luôn anh em. Cây này có mẻ nhẹ hơn chỗ đây nè. Đó, mẻ nhẹ chỗ này ha. Đó, cây này không thấy chữ gì hết. Cây này chiều dài của nó là 22cm nha anh em, 22 ha, là cây này. Rồi cái cây cuối cùng là cây này, cây này là cây Tokyo Suzaburo. Đó, chiều dài của nó là 24cm nha anh em. Đó ha, thì bán 5 cây này là 180.000, chuyển khoản bao ship ha, 180.000 5 cây nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Này mã số 03. Đó, mã số 03 ha. Rồi số 4 là một cái kẹp khoan của Đức. Cái này chiều dài tổng thể của nó là 23cm nha anh em. Đó, cái này kẹp khoan của Đức ăn quét cho mình đi. Cái này kẹp được khoảng 6 ly rưỡi vậy đó nè. Đây, anh em xem cái chữ cho nè. Quét cho mình đi nè. 206-5. Đó, bánh răng quay còn nhẹ nhàng cái máy ha. Hàng Đức thì rất là chất nha anh em, nhẹ nhàng nè, anh em thấy không? Đó, đầu kẹp cũng còn nhẹ nhàng luôn nè. Đó, xiết lại cho anh em coi nè ha. Đó, cán gỗ còn rất là đẹp luôn. Đó, thì cây này bán 200 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha, một cái khoan tay ha của Đức, West Germany, hàng châu Âu. Rồi số 5 này em bán một cây súng xịt hơi về xịt nước. Cây này em bán 450 rồi, chuyển khoản bao ship. Thì chiều dài của nó là nó dài khoảng 40cm nha anh em, dài khoảng 40cm ha. Cây này em bán 450 nè. Đó, Engine Liner, cái này có logo chữ M. À, Engine Liner chữ M đây nè. Đó, bóp cái là nó hút nước từ đây, nó phun ra. Đó, bóp cái là nó hút nước từ đây phun ra ha. Đó, vừa xịt hơi vừa xịt nước. Đó, cái này bán 450 nha nè, chuyển khoản bao ship ha, cắm hơi vô là xài thôi. Em quay test cho anh em coi cây xịt vệ sinh á, cái này bán 450 nha, chuyển khoản bao ship á, Engine Liner. Đó, nhúng vô cái nước nè, cái này đúng ra là phải nói cái ống vô ha. Đó, nhưng mà ở đây em hết ống rồi, em xài như vậy luôn. Nè, em coi phun nè. Đó, phun rất là mạnh luôn nha nè. Để chuyển qua đây đi, về cho nó dễ nè. Đó, em thấy không? Cái này phun dầu, phun nước, phun vệ sinh là ngon lành luôn nè, rất là mạnh mẽ luôn.
hoạt động ngon lành đó anh em. Đó, cây này để vô là phun luôn, nó không có nút chỉnh, không có gì hết nha anh em. Đó. Rồi số 6 em bán một cái khoang của Hitachi. Con này có điều tốc nha anh em, điều tốc cái cò nè. Ha, à, điều tốc cái cò nè. Nhanh chậm là điều tốc cò, còn anh em có thể bóp cái cò này nè. Bóp nhẹ là chạy chậm, bóp mạnh là nó chạy nhanh. Đó, cái này là khóa cò để chạy luôn nè. À, khóa cò để chạy luôn. Cái này chạy ngon lành, không có vấn đề hết nha. Cái này là D10V1, điện zin 100V. Đó, công suất của nó là 350W. Ha. À, tốc độ của nó là 0 đến 1100 vòng/phút. Đó, đầu đầu kẹp 10 ly nha anh em. Rồi đầu kẹp 10 ly dành cho anh em nào khoan sắt á. Khoan sắt, khoan gỗ gì đó ha, là cái này là lấy cái này xài ok nè. Nó có sẵn cái tay siết gắn ở đây luôn ha. À, dây zin toàn bộ luôn của Hitachi luôn. Đó, chạy ngon lành nha anh em. Tí nữa test cho anh em coi ha, cái này mới 250 thôi, chuyển khoản qua ship nha anh em. Em test thử cái khoan Hitachi nha anh em. Con này tốc chậm ha. Thì tốc độ của nó là 1100 vòng/phút ha, 380A. Điện zin 100V nha anh em, đầu kẹp 10 ly, 350W ha. 1100 vòng/phút thì thích hợp cho anh em khoan sắt. Đó. À, đầu kẹp 10 ly của Hitachi nguyên zin luôn. À, ở đây có điều tốc nha anh em. Đây điều tốc mà anh em dặn cái nút này nè. À, điều tốc hoặc là anh em có thể bóp cò. Bóp cò nhấp nhẹ lại cho chậm. Đó, à. Chậm nhanh là do cái cò này nha anh em. Đó, anh em bóp nhẹ thì chạy chậm. Còn anh em bóp mạnh thì chạy nhanh. Đó, tốc 1100 vòng/phút ha. Anh em nào cần thì liên hệ cho em. Rồi số 7 là bán hết cái mớ này là 150.000 nha anh em. Đó, tất cả những cái vít mà anh em thấy trên màn hình là 150.000 hết. Đó, thì giờ ở đây có những cây nó bị nứt cán nè. Như đây là cái vít ba ke nè. Nó xài vẫn được nha anh em, nhưng mà bị nứt cán ha. Giá này là siêu rẻ, siêu tốt luôn, vít hàng bãi nha anh em. Cái này đóng được nè, có đít bằng sắt này anh em. Đóng được nè ha. Đó, đây mũi của nó nè. Đó thì chiều dài của mấy cây này nó khoảng 20 cm nha anh em. Đó, ba ke nè. À, cái này ba ke nhỏ nè. Đó nè, thấy không? Ke nhỏ nè. Đó, cây này cũng ba ke luôn nè. Cái này dít dẹp nè. Cái này dít dẹp bị bể nữa, cái cán nè em gom vô luôn nè. Đó, cây này dít dẹp cái nó hơi tà đầu, anh em dùng để nại cái gì đó nại đó. Đó, cây này dít ba ke nè, ba ke nhỏ nè. Rồi cây này nữa, cây này dít ba ke nữa nè. Đó. Nhiều lắm anh em, bán hết cái mớ này 150.000 luôn nha anh em, chuyển khoản qua ship luôn ha. Đó, vít ba ke nè anh em. Này vít ba ke nó vít dẹp. Dài ba cái vít dẹp với dài ba cái vít ba ke. Đó, thì có cây xấu có cây đẹp rồi này, này kia ha. Ở đa số là còn xài được. Đó, về anh em nảy cái gì đó hoặc là anh em xài vẫn ok ha. Đó thì bán hết cái mớ này là 150.000. Cái này là mã số 7. Đó, mã số 07 150.000 là bán hết tất cả những cái tô vít cho này luôn. Rồi số 8 là một bộ đai leo cao. À, cái này cũ rồi nha anh em, về anh em phải giặt lại ha. Đó, đai leo cao nói chung là còn được, nó không có bị đứt, không có gì hết. Này bán 350 thôi, chuyển khoản qua ship. À, nó hơi cũ, hơi xấu. Có sẵn cái túi đeo luôn nè. Đó, có sẵn túi đeo luôn nè. Túi đeo có chữ Fujiya bằng da ha. Đó, đây cái móc này nè. Đây có cái móc nè. Dây này co giãn được nè ha, móc vô. Đó, thì cái này muốn 350 nha anh em, rất là nặng luôn. Biết nặng mấy ký nữa. À, đây bên này cái móc này nè, móc này rút ra rút vô được nè. Đó. À. 350. Trong này nó có cái điện thoại luôn anh em, cái điện thoại của ấp. Này của Nhật nè. Đó. Nó trong vỏ này luôn. Đó thì về là bán 350 nè, mã số 08 nè, chuyển khoản vào ship luôn ha. 350 nha anh em, chuyển khoản vào ship mã số 8 nha. Rồi đây là một con hàng cơ nha anh em, hàng cơ Nhật Bãi ha. Con này em bán 2,2 triệu. Gồm có dây súng ở dây kẹp mát kẹp hàng đầy đủ luôn nè. Đó, cái tay quay ở đây ha. Rồi con này xài điện zin 220 nha anh em. Điện zin 220 một pha. À, anh em muốn xài 110 anh em dặn ốc dưới này. Còn muốn xài 220 thì anh em dặn xài trên này. Rồi đang xài 220 nè. Đó ha, con này Nhật. Nhật xài hai điện nha anh em, 100 200V ha, công suất 5kVA. Đó, thì con này nó kéo được que 3 ly 2 luôn. Đó, kéo được 3 ly 2 luôn, nó ghi nè anh em thấy không? Đó ha, kéo được 3 ly 2 nè, 2 ly 6 nè, 2 ly, 1 ly 6, 1 ly 4 nè. Ampe cao nhất của nó là 110 ampe. Đó, 110 ampe ha. Rồi nên là cần con này liên hệ cho em nha.
Để em test cái máy hàng Suzumel 120 nha anh em. Tại em của nó tối đa là khoảng 110 cho 20 ha. Đó, hai cái dây này là hai dây em gắn dây mới luôn ha. Dây zin của nó bị mục hết rồi. Đó cho nên là em gắn hai cái dây mới cho anh em luôn. Đó. Tay hàng kẹp mát đồ mới luôn. Tay hàng là 3 mét nha anh em. Còn kẹp mát là 2 mét ha. Nè, cái dây kẹp mát nè, 2 mét nè. Còn cái dây hàng nó dài hơn nè, nó dài 3 mét ha. Vừa đủ cho anh em xài ha anh em. Thì cái này nó bị bể ha. Cái tay quay nè, lẽ ra nó có một cái tay quay ở đây nè, nhưng mà nó bị bể nè anh em thấy không? Đó, hàng bãi về nó quăng quá anh em, cho nên nó bể ha. Cho nên em độ thêm một cái tay quay đối diện nữa. Đó, ông Hoàng cái lỗ mắc cái này vô nè. Đó anh em xài quay bằng cái này nha anh em. Đó thì khi mà anh em muốn tăng dòng hàng thì anh em chỉnh theo chiều này, nó có mũi tên nè, 2 nè ha, H nè, 2 nè, là anh em quay theo chiều này là dòng hàng tăng lên. Hay không muốn giảm xuống quay ngược lại. Đó, đây kẹp hàng, đây kẹp mát, hai cái kèm nó cố định nha anh em, không gỡ được ha. Suzumel 120 Tokyo Japan ha. Đó. Trên này là cái đồng hồ dòng hàng đó anh em. Không phải đồng hồ nữa mà nó có cái vạch ha. Đây có vạch màu đỏ đỏ nè. Đó, khi mà anh em xài điện 200V á. Này xài được hai điện luôn, 100V hoặc 200V luôn. Đó, thì cái này dòng hàng tối đa của nó là khoảng 110, 120 ha. Thì anh em có thể dặn qua cái vạch 110 này luôn là 120. Đây anh em quay lên cho anh em coi nè. Đó anh em quay đây nè. Đã lên ha. Đó. Nè, lên tới đây cứng rồi nè, thấy không? Không quay được nữa nha anh em. Nó có cái cử chặn ở trong á, nó chặn tới đây là 120A nè, không ấy được ha. Ở đây nó ghi nè anh em thấy không? Hàng được 3 ly 2 nè, 2 ly 6 nè, 2 ly nè, 1 ly 6, 1 ly 4 nè. Ha. Ha, cái này hàng được que 3 ly 2 nè. Thì nó ghi vậy đó. Đây cái vỏ nó nè, vỏ còn đẹp á anh em, không có móc méo gì hết á, chỉ tróc sơn nhẹ nhẹ thôi. Đó, hai bên đó nè. Đây coi mặt sau của nó nha anh em. Cái dây nguồn này, dây nguồn em lắp mới luôn. Đó, dây nguồn lắp mới luôn. Đây mặt sau của nó nè. Công suất của nó là 5kV/A nha anh em. 5kVA ha. Tần số 60Hz nè. Đó. 110A là cái dòng hàng của nó khoảng 110, 120. Đó, cái điện của hai cái dòng hai cái tai hàng đó là 40V nha anh em. Đó, cái này xài hai điện nè. Khi mà anh em xài 200V thì anh em dặn dít lên cái lỗ 200V. Còn anh em xài điện 100V bên Nhật á, người ta xài điện 100V thì người ta dặn dít vô cái lỗ điện 100V một pha nha anh em. Ha, điện một pha ha. Còn cái này để anh em gắn cái dây mát nè, anh em nối tiếp đất để nó chống giật nè. Lỡ mà nó có trời ướt ẩm ướt á, mà nó giờ máy thì anh em nối cái dây này nó gắm xuống đất ha, nó chống giật. Đó vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Cái mã của nó là SSI 122. Rồi bây giờ em sẽ test cho anh em coi ha. Đó, à, test cho anh em coi nè, mở điện lên. Đó, khi mà mở điện thì nghe tiếng e nha anh em. Rồi anh em chỉnh dòng hàng nè. Đó, à, cái tiếng e vậy là bình thường nha anh em. Nè, anh em hàng thử cho anh em coi ha. Để dòng lớn nha anh em, cho nên là cái lửa nó lớn ha. Nó hoạt động bình thường không có vấn đề hết nha anh em. Rồi số 10 là em bán 5 cây kèm, 5 cây này 100.000 nha anh em. Tình trạng là nó cứng hết rồi. Đó về anh em làm lại ha, anh em có không có thời gian để em làm nữa. Về anh em banh ra rồi anh em dùng R7 anh em xịt vô anh em làm lại nha anh em. Đó thì 5 cây về là em bán 100.000 nè. Quá rẻ luôn ha, kèm này cứng nha. Đó, kèm cứng, đa số đều có chữ hết rồi. Đó, đa số đều có chữ hết nha anh em. Vậy anh em vệ sinh ha, cái này chưa vệ sinh luôn. À, có cái này lỏng anh em, lỏng nhưng mà hơi xấu ha. Đó thì 5 cây về làm bán 100.000, chuyển khoản vào ship ha. Này chắc không ai bán giống em nè. Đó, mã số 10 nè, 5 cây 100.000, chuyển khoản vào ship nha anh em. Rồi số 11 là một cái kìm của anh em thợ hàng. Đó, dùng để mình kẹp đồ để mình hàng anh em. Đó thì cây này là của Kakuta. Cái này chịu. Đó, cái này chiều dài của nó là 20cm ha. Rất là sạch sẽ. Cái này vệ sinh rồi nha anh em. Đó, Kakuta nè. Nè, anh em mở ở đây nè, bóp cái đuôi nè, là mở ra nè. Đó, con ốc này chỉnh nè, anh em muốn chỉnh cao thấp xa gần gì đó, thì mình chỉnh bằng cái này. Đó, xả con này xuống đi, đó, chỉnh lên nè. Thấy không? Đó, ví dụ đồ anh em dày thì anh em chỉnh lên, còn đồ anh em mỏng thì anh em chỉnh xuống.
Đó, cây này bóp giữ ok con lành nha anh em nè, bóp giữ còn ok con lành nè. Đó, à, mở nè, khóa nè, khóa là cạch lại nè, mở nè. Đó, cây Kakuta ha, cây này bán 150 thôi, chuyển khoảng bao ship nha anh em, 150.000 ha, mã số 11 nha. Rồi số 12 là bán một cây vít của KTC, kèm thêm cho anh em thêm một vỉ mũi nữa. Đó, vít của KTC kèm một vỉ mũi nữa nha anh em. Thì cái này em bán là 250.000, chuyển khoản vào ship á. Thì cái cán không bình thường nó bán được 150 rồi anh em. Thì thêm mấy mũi vít nữa thì em bán thêm 100.000 nữa là 250. Đó, cái này là của KTC nè. RM2-110 Japan Kyoto Tool. Đó, đảo chiều ở đây ha, anh em bấm đảo chiều nè. Đó, đảo chiều ha. Cái này nhẹ nhàng máy nha anh em, vít lắc góc hẹp á, thì mấy cái chỗ mà khe hẹp quá anh em dùng cái này để vô, anh em mở vít ra đó ha. À, sâu quá thì anh em để nha, ví dụ khe vậy nè, rồi anh em để nhìn lắc mở vít ra. Cái này mũi 6.35 không dụng nè, đầy đủ hết luôn nè ha. À, đó, ba ke 1 2 3 nè, đó vít dẹp cũng có luôn. Rồi anh em nào cần bộ này liên hệ cho em nha, bộ này mới 250 ha, bộ rất là đẹp luôn, 250 mã số 12. Rồi số 13, một con mài nhắm dây. À, nhắm dây xài hơi nha anh em, con này xài hơi ha. Đó, mở tắt mở đây nè. Cò bóp nè. Đó, con này chạy ngon lành nha anh em, không vấn đề hết ha. Tặng cho anh em thêm 5 cộng dây nhắm nữa. Đó, như vậy là 400.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Con này lợi hại lắm, anh em cầm vậy nè. Mình mài mấy góc nhỏ hẹp á, để cho mình mài. À, mà máy mài bình thường không tới được thì xài con này. Con này giờ bán 400 thì chuyển khoản bao ship nha anh em. Xài hơi á. Thì cái con này lẽ ra nó có cái tem ở trên này nè, cái tem ở đây nè, nhưng mà bị bay mất rồi, chỉ còn cái tem này thôi. Đó, ha, 400.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Rồi con này em bán 400 nha anh em, chuyển khoản bao ship. À, có chỉnh tốc nhanh chậm ở đây nè. Đó, chỉnh nhanh chậm ở đây nè, khi mà anh em siết vô về là nhanh nhất nè. Ha, rồi khi mà anh em mở về là nó chậm nè, cho anh em coi nè. À, tặng cho anh em thêm 5 con dây nhám nữa luôn. Đó, chỉ có một con duy nhất thôi nha anh em. Chạy ngon lành á, không vấn đề gì hết á, 400.000. Rồi một con bu lông hơi của NBK. Con này Setega anh em bắn ra là thoải mái lên nha anh em. Tất cả ốc Setega bắn ra ok luôn á. Đảo chiều nè anh em. Đó, đảo chiều trái phải nè. Ha. À, con này NBK, mã này ND-1600A. Đó, NBK. Chạy nhẹ nhàng máy nha anh em, không vấn đề gì hết á. Cò bóp nè. Má con này nước sơn nó hơi tróc tróc vậy thôi, chứ anh em xài nội thất ở trong rất là ok luôn á. À, con này bán 1.1 triệu thôi, chuyển khoản qua ship nha anh em. Ở đây nó điều tốc 4 số nè, anh em thấy không? Ở đây 1 2 4 nè. Đó, 1 2 4 nè, 4 số điều tốc, anh em chỉnh đây nè. Đó là điều tốc 4 số ha. Bây giờ test thử cho anh em coi thử nha. Đó, chạy ngon lành, không vấn đề hết, rất là mạnh mẽ luôn. Ngoại hình còn đẹp lắm nha nè, chỉ tróc sơn nhẹ nhẹ thôi chứ ngoại hình nó còn nghiêm chỉnh ngon lành. Đó, ha, 4 cấp chênh lực chỉnh dưới đây, ha, nó có 4 số dưới đây chỉnh dưới đây. Đảo chiều nè, ha, NBK NUP NUP gạch 1600A. Đó, ha. Thì nội thất là bao anh em ngon lành luôn ha, không có vấn đề gì hết. Bao đẹp luôn, bao cho anh em kiểm tra ở trong luôn ha. Em bảo đảm với anh em cây này còn ngon lành, không vấn đề gì hết. Đó, chỗ này cấn xíu nha anh em, cấn nhẹ ha, để chỗ này cấn móp nhẹ chút xíu nè, nhưng mà không ảnh hưởng gì hết. Đó, cây này dầu mỡ đầy đủ, sạch sẽ từ trong ra ngoài, xài là chỉ anh em bảo đảm với anh em. Đó, ngon lành. Đó, anh em nào cần liên hệ em ha. Rồi 15, một cái dũa kim cương dùng để anh em liếc dao hoặc là em dũa cái gì đó ha. Cái này dài 27 cm nha anh em, phần lưỡi nó dài 16. Con lửa dài 16 ha, dài tổng 27, cây đang bán 150 thôi. Đó, hạt bên này hạt mịn nè, bên này hạt thô hơn nè. Đây, cho anh em coi gần. Đó, rất là mượt mà luôn nha nè. Cái này anh em liếc dao lưỡi dao máy sao tố á, em tháo ra anh em dũa là ngon luôn á. Ha. Đó, chứ còn khéo tay chút thôi, hoặc là mình liếc dao giống mấy bạn máy theo á, liếc. À, cây này bán 150 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha.
vỏ sắt thép cũng được luôn. Rồi 16 bán cái cặp này là 300.000 nha anh em. Cặp này 300.000 ha, cây này của KTC, một đầu 8 một đầu 10. Đầu 8 thì nó dẹp. Đó, muốn đảo chiều thì anh em lật qua. À, là đảo chiều. Đó, lật lại chứ nó không có nút gạt đảo chiều như này ha. Rồi cái đầu kia là 10 ly. Đó, cái đầu dài lú ra nè, là 10 ly. Đó, nghe tiếng còn đã anh em, nghe tiếng còn ngon lành nè. Đó, muốn đảo chiều thì anh em lật lại, tại hai đầu này đều là 10 hết nè, hai đầu này đều 8 hết nè. Muốn đảo chiều thì anh em lật lại. Rồi em bán kèm theo cái này luôn, coi như vừa bán vừa tặng á. Cái này là của sinh cây. Đó, 13, 14, 10, 12. À 10, 12, 13, 14 nè, của sinh cây. Cái này cũng còn mượt mà ngon lành nha anh em. Đảo chiều nè. À, cái này khóa 4 đầu ha, cái màu đỏ này khóa 4 đầu. Đầu này đầu 10 nè, đầu này đầu 12. Rồi đầu này đầu 13, đầu này đầu 14. Đó, số liên tục vậy đó. Bây giờ đặc biệt cái đầu này lắc léo được nha anh em. Nè, lắc léo được nè. Thì mấy con ốc khó anh em có thể dùng cái này đi chiếc được luôn. Đó, hoặc là để mở ha, lắc léo nè, lắc léo 360 nè, đó, nó èo èo lại nè, thấy không? Đặc biệt lắm nha anh em. Đó, nó èo về nhưng mà anh em siết vẫn được ha. Đó thì bán hai cái này là 300.000 thôi, chuyển khoản qua ship nha anh em. Đó, hai cái này 300.000, chuyển khoản qua ship còn rất là đẹp luôn. Rồi số 17. Số 17 là một cây đóng đinh. Đó, đóng đinh ghim á anh em, ghim mà đinh u á là gắn vô đây nè. Cây này là của con mắt Japan. Đó, mắt Japan nha anh em. Rồi để đo cái chiều dài cho anh em coi ha. Dài tổng từ đầu tới đuôi nó khoảng 31 cm. Nó khoảng 31 cm từ đầu tới đuôi nha anh em. Nè, mắt Japan nè, THR. Mắt Company Limited Japan. Đó thì gắn lưỡi thì anh em gắn đây nè. Kéo ra, anh em bỏ cái mũi ghim vô đây ha. Ghim u á. Rồi anh em đóng lại. Cái này em không biết u mấy ly nữa. Để đo thử coi. Cái này không biết u mấy ly nữa. Chắc khoảng 10 11 12 ly vậy đó em ơi. 11 12 ly vậy đó. Em đo đại đại ha, cái này không phải chuyên môn của em. Đó. Cái này đóng là anh em để vậy nè. Đó mình đập xuống. Đó là tự động ăn ha, mình khỏi mình xài súng hơi hay gì đó, mình để vậy đập xuống. Đó cái này em không có ghim, em chỉ bán cái thân này thôi. Thì 120.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Cây số 17 ha. Rồi số 18 em bán con dao, con này bán 150.000 nha anh em. Dao xếp ha, cái cán bằng nhựa, cái lưỡi bị nóc. Đó con này ghi là Rod Ray. Nè đây mở ra cho anh em coi nè. Đó, mở ra hết luôn nè. Rồi đo chiều dài của nó là nó khoảng 21 cm nha anh em. Đo chiều dài của nó khoảng 21 cm ha. Đó cái thân bằng nhựa nè, con này đặc biệt lắm nha anh em. Ở trước này á là cái lưỡi bén, ngoài sau này á là cái lưỡi đằng cưa ha. Đó còn cái này có cái móc nè để anh em khui lon khui gì nè. Nhưng mà đặc biệt cái con này nếu mà anh em đâm vô á, anh em đâm vô ví dụ như đi săn cá hay là săn thú gì đó ha, hoặc anh em đâm vô tới đây á là dướng lại luôn. À nó có cái móc nè, đâm mà lọt cái tay là dướng lại luôn, anh em giật ra là chảy máu không có cầm được luôn á. À, mà anh em đâm vô tới đây cái nữa là cái răng cưa này nó cưa bấy luôn. À, là không có cầm máu được luôn. Nè cây này ghi là Stanley Rod Ray ha. Cây này rất là nguy hiểm anh em. Muốn mở thì anh em bấm cái sống lưng nè. Là mở. Đó là đóng cái lưỡi lại. Đó ha. Ở đây nó có cái móc nè. Để anh em móc vô cái thắt lưng của anh em ha, hoặc là móc vô cái lưng quần. Đó. Thì anh em sẽ dắt cái này. Rất là tiện ha. Khi xài mở ra. Đó lấy cái tay anh em gạt ra. Không xài nữa thì bấm lại. Cái này bán 150 thôi nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Rồi cây kéo cắt tôn này cái góc nghiêng 45 độ ha, cái này không có bị cắt trúng cái tay. Đó, khi mà cắt là kéo nhỏng lên vậy nè. Anh thấy không? Cắt kéo nhỏng lên nè, tấm tôn sẽ đi theo đường này đi ra luôn, nó không có trúng vô cái tay của anh em. Đó thì cây này bán 150.000, cây này của Mitsubishi, logo Mitsubishi nè. Anh thấy không? Logo Mitsubishi nè. Cái lưỡi cái này cũng còn ok lắm nha anh em. Đó, cái lưỡi cái này cũng còn được lắm nè. Cái đèn photon để test. Cái đèn bán 150.000, chuyển khoản qua ship nha. 150.000 ha, mã số 19 này. Chuyển khoản qua ship, cán nhựa còn đẹp. Rồi số 20 là một cây thước cặp. Cây này là thước cặp đồng hồ nha anh em, bán 400.000 ha. Cây này dài chỉ có 10 cm thôi, anh em bỏ túi là ok luôn á. Đó, Top Mighty Stanley Hardenet. Của hãng Top Mighty nha anh em. Hãng này thấy lạ lạ quá.
Đây anh em có thể xem cái chữ nè, top mighty stainless titanium, nghĩa là thép không rỉ cứng. Đó đồng hồ nè ha, mở ra để anh em tinh chỉnh về không nè. Đó ha, đó anh em tinh chỉnh về không nè. À, ở đây nó ghi là sốc rớp, nghĩa là chống sốc. À, một vạch của nó là 0.02 nha em. Anh em thấy chữ số 0.02 không? Một vạch của nó là 0.02 ha. Đó, đây là khóa thước lại nè. À, đây là khóa đồng hồ, còn bên này là khóa thước. Đó, kéo ra kéo vô nè. Đó, kim quay ngon lành, không có vấn đề hết nha em. Mượt mà luôn á. Nè, về không nè. Khóa cái đồng hồ lại nè. Đó. Dẫn số 0 nè, anh em thấy không? Đó, dẫn số 0 ha, còn chính xác ha. Đây, cho anh em coi cái mũi, mũi trên nè. Còn khít đẹp quá nè, mũi dưới nè. Đó, cây này hơi xấu xấu tại vì em vệ sinh chưa kỹ lắm nè. Ngoài sau nó còn hơi ố nè, về anh em chỉ cần chà nhẹ nhẹ cái là bung cái rỉ sét ra thôi, chứ không gì hết trơn. 10 cm nha anh em, nằm gọn vô lòng bàn tay ha. Cây này 10 cm hiếm lắm. Bình thường mấy cây 15, 20 đều có đầy, mấy cây này mới hiếm nè. Bỏ túi, dùng cho anh em đo mũi khoan, đo mũi gì, mũi khoay rồi á. Cây này 400 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha, mã số 20 ha. Rồi số 21 em giới thiệu với anh em một cái bộ này là cái bộ rùa cắt vô đá. Đó, Handy Auto Kit ha, là nguyên bộ cắt vô đá bằng tay tự động, bán tự động anh em. Coi kia xanh vô nè, anh em chịu khó coi ngược nha, tại vì cái hộp nó mở ra. Coi kia xanh vô, cô vô. Đó, hộp màu vàng. Rồi, cái này là cái tay cắt của nó nè. Đó, cái tay cắt vô đá nè. Để đây cho dễ coi đi ha, tay cắt vô đá nè. Đó, hai đường khí vô nè ha. Cái này là cái dây nguồn của nó nha anh em. Dây nguồn để điều khiển cái động cơ, cái này nó sẽ quay. Đó, nó quay, anh em cắt rùa tròn. Cắt rùa tròn thì anh em bỏ cái này vô, anh em gài cái này vô nè. Đó, ha, cái này combo để anh em cắt rùa tròn nè. Đó, tự động nó quay luôn anh em, khỏi quay, anh em chỉ cần cầm cái tay này thôi. Cái này là cái nút đảo chiều nè. Cái này điều tốc nè. Đó, điều tốc tới 10 số luôn, từ nhanh tới chậm. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 nè. Anh em thấy không? Đó. Rồi cái nút này là mở công tắc mở cho nó chạy nè. À, ở dưới là mở cho nó chạy nè, công tắc ở trên là mở cho khí nó ra nè. À, ở dưới là mở cho khí nó chạy, mở cho máy nó chạy. Ở trên là mở cho khí nó ra, rồi khi mà anh em ngắt khí là tự động cái này đá lại nó tắt luôn. Đó, ha, điều tốc. Cái này là công tắc đảo chiều, đó. Về tới về lui, quay ngược quay xuôi là nó quay cái này. Ở trong này có động cơ á anh em. Đó thì phụ kiện con này còn như đây. Đó, cái này là cắt nghiêng 45 độ nè, dùng để anh em vắt mép nè. Đó, vác mấy cái tấm sắt lớn á ha, mà cái này thì nghiêng 45 độ nè, anh thấy không? Đó, nó chạy nghiêng 45 độ, nó vác cái tấm này nghiêng 45 độ, chỉnh độ anh em chỉnh trên này được luôn. Rất là tiện luôn ha. Cái này mình sẽ hướng dẫn sử dụng sau. Rồi, cái này là cắt thẳng nè anh em. Cắt thẳng nè. Cái này nghiêng chắc 30 độ quá, 25 30 độ gì đó. Cái này nó chỉnh được nha anh em. Cái này chỉnh được lên xuống nè. Đó, để về là anh em cắt thẳng nè ha. Anh em tránh cho nó bị nghiêng qua nghiêng lại thì nó có hai cái bánh xe. Đó, để về lúc nào đi cái đường nó cũng thẳng, nó cũng vuông góc hết ha, vuông góc với mặt phẳng này hết. Đó, tránh bị chao qua chao lại. Đó, thì nó có ba cái rùa này. Cái này là cái tay cầm để anh em gắn lên cái đầu ha. Rồi có bánh xe phụ, cái bánh xe phụ để anh em lắp ở đây. Đó, lắp ở đây. Rồi còn cái này nữa, cái này combo này nè. Combo để anh em cắt mấy cái đường tròn đường kính lớn là combo. Ha, anh em sẽ lắp cái này vô đây. Rồi anh em sẽ lắp cái này vô đây nè. Đó, anh em sẽ lắp cái này vô cái đầu này ha. Rồi cái đầu này là cái chống tâm nè. Đó, cái chống tâm nè, để anh em chống vô cái tâm. Rồi anh em cắt hình tròn lớn, cái này nó khoảng 25 cm á, khoảng ghen tay khoảng 20 cm. Đó thì phụ kiện nó có như đó. Ha. Đó, cái này để em lắp vô đây. À, lắp vô đây, cái này là để nó đi đường ray anh em. Nó có cái đường ray ha, để đi đường ray. Nè, có sẵn luôn mấy cái bát ga luôn nè. Mấy cái bát này anh em mua thị trường Việt Nam nó cũng có bán luôn á. Đó, nhưng mà đây có bát sẵn luôn nè, còn mới đẹp anh em thấy không? Ha. Đó, có 4 số từ 0 tới 4, 0 1 2 3 4. Đó, 4 bát này là 4 số, nó còn 4 nè, cái thùng hơi xấu nha anh em, thùng hơi xấu ha. Cái này bộ nguồn của nó. Cái nguồn này nó xài điện 110, 100V á, 110V á. Thì anh em ra mấy cái thợ điện tử người ta chuyển điện cho anh em được. Ok, cái bộ này dễ dàng lắm, không có gì hết. Ở trong nó không phức tạp ha, và tại em không có chuyên về điện, cho nên là anh em khuyến khích anh em là ra thợ điện tử người ta làm cho anh em, là anh em ta bảo hành luôn. Đó, chuyển cái bộ này chuyển lên 220 rất là dễ luôn nè.
đó, chuyển từ hà điện lưới mình ha sang điện một chiều đó, nó có hai cực nè ha, mình sẽ nối vô cái đuôi đây đó rồi cắt rồi. Rồi bây giờ mời anh em xem cái clip minh họa ha, cái bộ này rất là lợi hại nha anh em. The Handy Auto works like a hand torch, except it's motorized to give you constant speed, and it has several durable stainless steel attachments to give you constant tip to work distance. The first attachment is a straight line guide for 90 degree and up to 22 degree bevel cutting. The driving attachment can be rotated to any position around the head to help you reach difficult or far sections of a plate. The machine has a forward reverse switch, allowing you to compensate when the drive wheel is moved from side to side. A variable speed control allows you to set speeds up to 28 inches per minute. When you turn on the power switch, the cutting oxygen comes on before the motor, allowing you to start the cut or pierce before travel. Once the Handy Auto starts moving, you should relax and let the machine do the work. Don't push or pull, or you'll defeat your purpose. The neural drive wheel provides the necessary traction. In addition to straight line and 22 degree bevel cutting, you can bevel up to 45 degrees. The beveling attachment starts at 21 degrees and goes up to 45 degrees, giving you an overlapping range with the straight line attachment. The rugged drive wheels and both the straight line and bevel attachments give you about 24 hours of continuous burn time on 2-inch steel. The third helpful attachment is a circle cutting attachment with a range up to 4.5 inches in diameter. Cut a circle, just set the guide on the center point, pierce, and then relax and let the machine do the work. When cutting larger diameters, we recommend that you use the idler wheel. It prevents the torch from rocking and helps you produce square cuts. Sometimes you have to reach or cut out of position. When that happens, you can use the auxiliary handle for a second handhold to steady the torch. It's out of the way of the flame and lets you see the cut line, and it can be positioned anywhere around the torch head. Bộ này nếu mà mua mới, cái giá mới nó khoảng 1.000 đô. Đó, nó khoảng từ 19-20 triệu á, khoảng đó. Thì cái này hàng bãi mà chất lượng còn rất là đẹp luôn nè, anh em thấy không? Xem, còn rất là đẹp luôn nè. Này Handy Auto nè, model K-1. DC 12V ha, điện 100V nó chuyển lên DC 12V made in Japan nè. Đó, còn rất là đẹp luôn, liền lạc luôn, vệ sinh gọn gàng sạch sẽ rồi, test ok ngon lành hết rồi. Đó, chỉ có cái khí ga là em không có cái khí để em test, thì anh em về anh em thử. À, khi mà nhận hàng anh em sẽ thử rồi nó ra ngon lành không. Nếu mà ok thì anh em báo em, còn dàn điện, dàn cơ là ngon lành hết. Em dàn điện vệ sinh sạch sẽ rồi, dàn cơ là vệ sinh vô mở hết rồi. Đó, anh em khỏi yên tâm gì đó ha. Còn cái đường hơi là anh em vui lòng anh em test giùm em. Đó, nếu ok thì nhận hàng. Đó, thì phụ kiện nó có như đây nè. Đó, một cái cắt tròn nhỏ, một cái cắt tròn lớn ha, một cái nghiêng 45 độ với cái này là đi đường thẳng. Đó ha, nguyên bộ nè. Tặng cho anh em thêm 4 cái béc nữa ha. 4 cái béc, chìa khóa còn đầy đủ luôn. Rồi anh em nào cần liên hệ cho em nha. Rồi số 22, em bán 2 cây búa, 2 cây này bán 130.000 nha anh em. Chuyển khoản bao ship nha. Đây là một cây búa lùng nè. Đó, cây búa lùng ha. Cây này của thằng Yisuke. Đó, nó xài rồi, nó hơi cũ xíu. Chiều dài của nó là 26cm nha anh em. Cái phần đầu chiều dài của nó là 10cm. Đó, cây này dài 26cm nè. Cây này của Yisuke. Đây, phần đầu của nó nè. Cây nhổ đinh của nó nè. Đó, cây này xài rồi. Cây này xài rồi nha anh em. Cho nên là nó hơi cấn cái đầu xíu nè. Chỗ khe nhổ đinh nè. À, thì bán cả hai cây này là 130.000, chuyển khoản bao ship, giá quá êm mua anh em. Đó, cây này thì của Đốc Du. Đó, cái hãng Đốc Du ha. Đốc Du nè, ngoài sau nó có nè. Đó, à, cái cán chỗ này cao su nó hơi rách nhẹ chút xíu ha, nhưng mà về anh em coi quấn dây hay là quấn băng keo lại mình xài vẫn được. Đó, còn cái cán này cũng còn cứng chắc lắm, ngon lành, không có vấn đề gì hết. Đây, cái khe nhổ đinh của nó nè. Nó xài vẫn còn được hết nè.
đó thì hai cây gì em bán 120 ngàn, ở 130 ngàn, chuyển khoản bao ship nha anh em, giờ cho anh em xài ha. Rồi hai cái búa này em bán 200 ngàn nha anh em, cái này dài 35 cm, một cây dài 35 cm, cây này của Bakuma, cán cao su còn nguyên dạng, không có rách, không có gì hết. Bakuma made in Japan nè anh em thấy không, đó made in Japan Bakuma, đây là phần khe nhổ đinh của nó đó, bán không có lời nhiều nhưng mà vẫn nói chi tiết cho anh em đó, cái đeo phần đóng của nó nè, cái này reset nhẹ nhẹ hơn về anh em xài là nó bung ra hết giống gì hết. Rồi cái này là của ông Đốc Du nè, nó Đốc Du nè, cán cao su đó, cái này cũng bị tét nhẹ chút xíu nha anh em. Đó, cây này đặc biệt á là nó có cái khe giữ đinh, khi mà anh em đóng đinh trên cao quá mình bỏ cái đinh vô đây, nó có cái 500 nó hít cái đinh vô nè, anh em đóng mình khỏi cần cầm bằng tay, mình nó dính vô cái búa luôn, cái mình đóng một cái là nó dính vô tấm dán đó, đây khe vô đinh của nó nè. Thì hai cây kích thước nó tương đương như nhau hết luôn nè đó, hai cây em bán 200 thôi, chuyển khoản bao ship nha anh em. Rồi số 24 là một cái eto kẹp vuông góc của Betsay Germany, này hàng Đức cho anh em. Đó hàng Đức ha. Số 24 Betsay Germany nè. Đây. Cái này nếu mà anh em nhìn là anh em biết liền ha. Hàng Đức. Đó, có chữ Betsay B E S E I y dài á, Germany. Đó hàng Đức, cái trục quích me nó bằng thau. Đó, để mà khi mà anh em quay ra video là nó nhẹ nhàng máy nè. Đó thì cái này anh em ứng dụng anh em kẹp hai cái để mình hàng lại thành cái góc vuông. Đó, cái này nó chạy qua chạy lại được nè anh em thấy không? Nó chạy qua chạy lại được nè. Ví dụ như ở đây anh em để cái sắt hộp nó bự. Đó, bên này cái sắt hộp nhỏ thì nó vẫn ăn được. Bên này nhỏ vẫn ăn được, bên này bự. Đó, thì hai cây nó ghép lại góc vuông nó vẫn xài được. Nó hay vô đó nha anh em. Thì rồi để đo kích thước cho anh em coi thử ra. Cái chiều dài mình đo từ đây tới đây nó khoảng 20 cm nha anh em. Khoảng 20 cm nè. Rồi cái đường chéo giữa hai cạnh nè, nó khoảng 26 nè. Em đo phỏng phỏng vậy thôi chứ giờ không biết đo kiểu gì đây. Đó, anh em xem kích thước của nó nè. Thì cái này bán 1,5 triệu nha anh em, chuyển khoản bao ship nha, còn đẹp lắm. Đây mặt dưới của nó nè. Không có bể, không có sức miếng nào hết nha anh em. Cái này bán 1,5 triệu ha, chuyển khoản bao ship. Đó, Eto Betsay Germany. Nhẹ nhàng êm ái luôn. Để vô là kẹp. Mã số 24 nha anh em, 1,500,000. Rồi số 25 anh em ơi. Số 25 em bán hai kèm này giá 100,000 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Cái này kèm cắt sắt cộng lực mini. Cái này dài 20 cm nè, của MCC. Hai cây của MCC luôn. 20 cm nha anh em. Cái này MCC nè, cái này MCC nè. Thì tình trạng là cái này nó hơi gắt chút xíu. Nó về anh em coi làm được. Làm lại ha, cái này hơi gắt nha anh em. Lưỡi cũng hơi xấu nè. Đó, lưỡi hơi xấu nè. Rồi cái này cũng MCC luôn nè. Đó, cái này hơi cứng cứng nè. Về anh em coi xịt cho dầu nhớt cho mình làm lại ha. Đó, cây này thì lưỡi cũng còn ok. Đó, thấy lưỡi còn khít nè. Đó, lưỡi còn khít nè. Thì bán hai cây dạng 100,000 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Tình trạng là hơi cứng cứng ha. 100,000 chuyển khoản qua ship, còn bóp ra vô được nha anh em, chứ không phải cứng luôn ha. Đó, còn bóp ra vô được nè. Về anh em xịt R7 vô ha. Đó, cây này cũng bóp ra vô được, hơi nặng tay. Hai cây 100,000 nha anh em, chuyển khoản bao ship luôn ha. Giá rẻ nhất thị trường luôn á. Rồi cây này bán 100,000 nha anh em. Kèm ép cốt. Đó, cây này ép được cốt 0.8 nè. Ủa, 1.25, 2.0, 5.5 với 8.0. Cây này dài 26 cm. 26 cm của Marvel. Marvel Handbrake. Cây này thì bị tình trạng là bị gãy lò xo ngay đây nè. Cho nên nó không tự bung ra được, mình phải bung bằng tay. Bóp lại hết nè, bung ra nè. Ngoài ra cơ cấu này vẫn còn xài bình thường nha nè. Bóp lại hết nè, bung ra nè, phải bung tay ha, cái lò xo nó bị gãy rồi. Thì cây này bán 100,000 luôn. Ngoài ra cái hàm ép còn rất là đẹp luôn. Không vấn đề gì hết ha. 1.25, 2.0, 5.5, 8.0. Đó, ép được 4 số. Rồi cây này bán 100,000 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. 100,000 cây kèo cốt, mã số 26 ha. Rồi cái số 27 nha anh em. Số 27 là bán nguyên cái mớ kèm này là 180,000 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cây kèm nha anh em, 180,000 ha. Rồi có một cây kèm mỏ nhọn nè. Đó, cây này thì em không thấy tên tuổi gì hết nè. Đó, răng còn tạm được nè. Chiều dài của nó là khoảng 16 cm nha anh em. Đó là một cây ha, một cây kèm mỏ nhọn.
Rồi cây này cây mẫu bằng nè, cây này cũng thấy cũng không thấy tên tuổi gì luôn. Đó, lưỡi cắt còn khít đẹp nè. Đây răng của nó nè. Răng của nó cũng còn ok á anh em. Rồi chiều dài của cây này là nó khoảng 17 cm luôn, bằng cây kìm mỏ nhọn luôn ha. Rồi cây kìm cắt nè. Cây kìm cắt này cũng không thấy tên tuổi gì luôn anh em ơi. Đó, cái lưỡi hơi hở chút xíu nè. Đó, ở dưới hơi hở ha, ở trên còn khít nè. Cây này cũng khoảng 17 cm luôn. Đó, thêm một cây kìm cắt nữa. Đó, cái này cũng nhẹ nhẹ cái máy ha. Đó. À, lưỡi cắt thì nó cũng không khít lắm á, hơi xấu xấu xíu. Rồi cây này rồi không biết để làm gì luôn. Đó, thì bán hết nguyên nóng này là 180.000 nha anh em. Thêm kìm con cá nữa nè. Cái này anh em xài gia đình là ok nè. Cây này cây mẫu quạ nè ha. Nói cây mẫu quạ này không rồi, anh em mua ở ngoài thì người ta cũng bán cho anh em hết 100-120.000 rồi. Đó ha, cũng khoảng 120.000 rồi. Thì em bán nguyên nóng vậy là 180.000 cho anh em về xài nè. Đó, gồm có 7 cây kèm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây kèm ha, 180 nha. Rồi mã số 28 em bán cái rìu giá 600.000 nha anh em. Đó, cán zin của nó luôn nè ha. Cái lưỡi rất là nặng luôn, để cân lưỡi coi nặng bao nhiêu ký. Rồi tổng thể của nó là 1,5 kg nha anh em. Em bán 600.000. Chuyển khoản qua ship nha. Bán 600.000 giữ rất là đẹp luôn ha. Nè, chiều dài của cái lưỡi này nó khoảng 16 cm nè. Cái chiều rộng của cái lưỡi này khoảng 14 cm nè. Nó đo kỹ kích thước cho anh em coi luôn. Đây là cái bề dọc của nó. Đây cho anh em coi chữ của nó ha. Chữ rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, chữ rất là đẹp luôn ha. Cái này em vệ sinh sơ sơ về anh em vệ sinh em mài là cái nơi mình xài ha. Lưỡi thì phải mài lại nha anh em. Lưỡi mài lại ha. Cái này bán 600.000 chuyển khoản qua ship. Đó, 600.000 chuyển khoản qua ship, một cái rìu rất là đẹp luôn. Rồi số 29 em bán cái bộ này là 200.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship luôn ha. 200.000, gần có một bộ mini nè, mỏ lết mini. Đây nó bộ nhỏ trước đây ha. Mỏ lết mini cái búa nè. Cái búa nè ha. Mũi vít nè, mũi vít có cái cán nè. Cái này không có chức năng thử điện nha anh em, mini ha. Nè, cái mỏ lết nó ghi là mini top Japan. Đó, mini top Japan ha. Cái này chắc hàng để chơi chơi á anh em. Cái này mỏ lết nó dài 7 cm nha anh em. Nó dài 7 cm ha. Cái búa này nó dài khoảng 10 cm nè. Cái cán vít này nó dài khoảng 6 cm nè. Đó, em đo cái bộ này cho anh em coi ha. Cái này là mini top Japan. Đó, đây cũng có cái mộc mini top luôn nè. Đó, đây còn mấy cái mũi vít luôn nè. Đó là một cái bộ đầu tiên. Rồi cái bộ thứ hai nè. Cái này em bán hai bộ ha. Hai bộ này là 200.000, chuyển khoản qua ship. Đó, một cây mỏ lết mini. Cái này không biết bằng gan, bằng nhôm hay gì anh em ơi. Đó, cái đầu búa nè. Đầu búa để anh em gắn vô cái cán này anh em xài nè. Hai cái tua vít ha. Rồi mấy cái mũi vít này anh em gắn lắp qua đây. Đó, thì bộ này giống như bộ đa năng vậy đó. Đó thì em bán cả hai về là 200.000 chuyển khoản qua ship nha anh em. Bộ mini ha. Hai cái này 200.000 chuyển khoản qua ship, mã số 29. Rồi số 30, số 30 em bán một cây thước vuông xéo, cái này em bán 200.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Cái này của Sinhua. Đó, ngoại hình rất đẹp luôn nè, Sinhua chim cánh cụt nè. Là vạch dấu 45 độ, rất 90 độ ha. Cái này 200.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship, mã số 30 ha, 200.000 chuyển khoản qua ship. Rồi số 31 em bán 6 cái kéo này 100.000 nha anh em. Đó, thép không rỉ inox. 6 cái kéo này 100.000 nè. Chiều dài của nó là 20 cm. À, cái này cái lồng bếp nha anh em, cái này để anh em khui bia nè. Đó. À, cái lồng bếp đây là một cây nè. Cái này hai cây nè, cái thứ hai nè. Cây này không tên tuổi gì hết, cây này có chữ stainless steel là thép không rỉ nè. Cây này không có tên tuổi gì nha anh em. Cái này để anh em bóp càng cua nè. Ha. À. Đó, đây một cây, đây hai cây. Rồi, ba cây. Cái này khui bia được nè. Ha. À. Đó, cái này không tên tuổi gì hết. Rồi, cây này cũng có chữ stainless steel là thép không rỉ thôi chứ không thấy tên tuổi gì luôn. Đó, ha, à, cây này bóp càng cua được nè. Rồi, cây này cũng bóp càng cua được luôn nè nè. Cây này ghi là Yaseo stainless steel China. Đó, thép không rỉ Trung Quốc ha. Cái này bóp càng cua được nè, kéo bằng nhựa. Rồi cây này kéo mini stainless steel nè, kéo không rỉ luôn nè. Đó, lưỡi mấy cây này còn xài được ok nha anh em, khỏi còn mài lại ha, về chứ ấy là xài thôi. Thì bán như nguyên mới vậy là 100.000. 6 cây 100.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Cái này hàng Nhật Bản ha. 6 cây 100.000 chuyển khoản qua ship đó. Rồi số 32 em bán 6 cây kéo này 100.000 luôn, kéo này kéo nhà bếp nha anh em.
đó, bằng thép không rỉ inox đó. Cái này đã qua sử dụng, hàng Nhật Bản nha anh em. Cái này bóp càng cua nè đó, thì em bán 6 cái này là 100.000 6 cây. Cái này để em cua bia nè đó, ghi chữ stainless steel nè, thép không rỉ, dài 20 cm cho anh em, một cây dài 20 cm đó. Đó, cán đen, lưỡi bằng thép không rỉ. Đó, cây này cũng ghi stainless steel là thép không rỉ nè. Đó, thì cứ 6 cây vậy là bán 100.000 thôi. Cây này ghi stainless steel China luôn nè. Đó, thép không rỉ China Trung Quốc ha. Có cây thì không ghi hãng gì hết. Rồi cái này cắt 3 lưỡi nha anh em, 3 trong 1 ha. Một cái kéo mình cắt làm 3 đường luôn. Đó, cây này thì không thấy tên tuổi gì hết. Rồi cái cây cuối cùng. Đó, cây cuối cùng cũng là lưỡi thép không rỉ luôn, inox luôn. Đó, cái này cua bia được nè. À, cái này về anh em chỉ xài thôi, để vô bếp mình xài thôi chứ không gì đó. Đó, 6 cây 100.000 nha anh em, mã số 32 á, 6 cây kéo 100.000, chuyển khoản bao ship, giá quá rẻ luôn anh em ơi. Rồi số 33 là một cây cần lực 140 niêu. Đó, cây này của Tonichi nha anh em. Chiều dài của nó khoảng 38 cm, đo từ đầu tới đuôi nè, 38 cm ha. Đây anh em xem Tonichi 1400 WL. Đó là tương đương với khoảng 140 Newton, đầu 1/2 thông dụng nè. Đó, đảo chiều nè. Vệ sinh sạch sẽ rồi, không vấn đề hết, chỉ có cái nước xi của nó hơi xấu thôi. Nhưng mà nếu mà anh em mình xài cái này thì ok rồi. 700.000 nha anh em. Chuyển khoản bao ship luôn ha. Lực từ 40 cho tới 140. Đó, lực từ 40 nè tới 140 Newton/m. Đó, anh em chỉnh thì anh em dặn lên. Đây có cái khóa đuôi nè, mở khóa đuôi nè, anh em chỉnh lên. Đó. À, chỉnh lên. Cái này em test rồi, nhảy bình thường không có vấn đề gì hết. Chỉnh xong anh em siết lại. Đó, mình dùng cái này mình siết. Ha, à, rất là ngon. 700.000 nha anh em, chịu khoảng qua ship nha, hơi xấu xấu nhưng mà xài vẫn ok. Rồi số 34 có bộ đục nha anh em. Bán cái bộ này là 800.000 ha. Chiều dài của mấy cây này nó khoảng 20 cm, đồng đều nhau gần hết nè. Đó, khoảng 20 cm nha anh em, 20-21 ha, cái trên lệch không nhiều. Rồi để đo cho anh em coi cái phần mũi của nó ha, coi nó khoảng bao nhiêu ly. Đó, thì cây này á, là nó khoảng 5 ly nè anh em. Đó, cây này khoảng 5 ly nha anh em, là cây nhỏ ha. Đó, có tem mạc đầy đủ luôn. À, nó ghi 6 ly nè anh em ơi, 5 ly rưỡi 6 ly nè, nó ghi 6 ly nè. Tem mạc đầy đủ nè. Rồi cái cây này nó ghi là khoảng 3 ly rồi phải, 3 ly. Còn số 3 cho này nè, nó cán còn chưa xài luôn ha, chưa có đục luôn ha. Bộ này bán 800 thì chuyển khoản qua ship nha. Cái này 3 ly nè. Rồi cái này nó ghi em biết mấy ly để đo thử coi. Rồi cái này là 12 ly nha anh em. À, cái này nó 12 ly nè. Ha, à, cũng y chang mấy cái kia luôn, còn tem luôn. Rồi cái này cây lớn anh em ơi, cây lớn ha. Cây lớn nó khoảng 24 ly. Nè, 24 ly nè. Đó, 24 mm ha. Đó, cây này thì tem mất tiêu rồi. Đây có cái chữ nè, chữ nhỏ đây nè. Rồi, tiếp theo cây tiếp theo nha anh em. Cây này cũng có cái chữ nhỏ đây luôn nè. À, chữ nhỏ đây luôn. Rồi cái rộng của nó là khoảng 15 ly. Đó, 15 ly ha. Rồi cây nữa. Cây này là 9 ly nha nè, 9 ly còn cái tem luôn. Khỏi đo ha, nó ghi 9 ly sẵn luôn rồi. Rồi cây này đục chấm cong này nè. Chấm cong ha. Cây này nó ghi là 15 ly ha. À, em đo 15 ly, cái bề rộng của cái miệng nè, 15 ly ha. Cái này về anh em mài lại chút xíu nha. Mấy cái đục này về anh em mài lại chút xíu ha, nó hơi nhăm xíu. Đó, ngoài ra còn rất là đẹp ha. Tiệm bán nhiêu đây là 800.000. 7 cây ha, 7 cây 800.000 nha anh em. Chuyển khoản qua ship nha, mã số 34 ha. Rồi số 35 là một cây cưa của Thị Điển, cây này xài lưỡi 25 nha anh em. Lưỡi này lưỡi 25 nè. Em tặng cho anh em thêm 12 cái lưỡi mới chưa xài luôn. Chưa khui luôn ha, về anh em xài. Đó, Sandvik 225 Sweden. Thì cây này á là của Thị Điển. Sandvik 225 Sweden á, Thị Điển. Cái thân nó bằng nhôm. Cái ống xương của nó bằng thép mạ chrome. Đó, rất là sáng bóng. Nè, tăng chỉnh nên chỉnh đây ha, móc cái lưỡi cưa vô hai đầu nè. Rồi mình chỉnh. Cái này cưa thẳng 90 độ. Muốn cưa 45 độ anh em móc lỗ bên này. Đó, chốt còn ngon lành nha anh em, không rơ lắc gì hết ha. Đó, cây này cũng vệ sinh sạch sẽ, tương đối sạch rồi nè. Đó, anh em thấy không? À, tương đối sạch rồi ha. Thì gắn lưỡi vô là xài thôi. Đó, cưa rất là mạnh mẽ luôn nha anh em. Sandvik
Thụy Điển 225 450.000 chuyển khoản qua ship, tặng cho anh em thêm 12 cái lưỡi mới chưa xài của Nachi luôn nè. Mã số 35 nha anh em. Rồi, số 20 số 36. Số 36 là một cái cán cưa của Thụy Điển, Sandvik 227 Sweden. À, cái cán này là cán cưa thẳng thân bằng nhôm. Sandvik 227 Sweden anh em, Thụy Điển ha. Đó, tặng cho anh em thêm 12 cái lưỡi mới chưa xài luôn, chưa khui luôn của Nachi nè. Đó, 250.000 là một cái cán cưa với 12 cái lưỡi ha, lưỡi 25 cm nha anh em. Đó. Ha, cán bằng nhôm còn rất là chắc chắn luôn, không rơ lắc gì hết. Nó còn ok nè. 250.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship mã số 36 ha, Thụy Điển nha. Rồi đem có cái cây này mã số 37. Ha, cây này 800.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha, nước sơn còn đẹp ha. Cây này của Kamaki luôn. Đó, cái lưỡi còn ngon lành, không có vấn đề gì hết à. Đó, cây nào lưỡi mẻ em nói lưỡi mẻ, còn cây nào lưỡi ngon em nói lưỡi ngon ha. Cây này có sẵn dây luôn. Đó, anh em tháo cái này ra nè, rồi mình rút ra nè. Rút ra là 2 mét, thu ngắn lại là 1m2. Để rút ra cho anh em coi cho coi nó dài ha. Đó, 2m nha anh em. 2m, 1m2 ha. Đó, kéo ra hết nè, 2m nè. Đó thì mấy anh em làm cái cần ngắn ngắn mấy cây lùng lùng á thì mình xài cây này ha. Còn nếu không á là anh em tháo này ra nè. Tháo ốc này ra, mình xài cái sào tre. Muốn 5m, 10m gì cũng được, nối cọng dây vô cho dài luôn rồi mình đứt mà mình đứng dưới mình giật thôi. Đó, nè, cây này giật còn ngon lành nè. Đó, không vấn đề gì hết ha. Rồi cây này 800 nha nè, chuyển khoản bao ship nha, 1m2 x 2m ha. Rồi đem cho em coi, anh em coi cái cây này ha, cây này số 38 em bán 700.000 nè, chuyển khoản bao ship nè. Ha, cây này là 1m2 x 2m nha nè. Đó khi mà anh em thu lại ngắn vậy là 1m2 nè. Nó khoảng chừng bao gạch ha. Nó bao gạch là 1m2. Đó, ha. Cây này nhìn vậy chứ còn ok lắm nha anh em, cây này của Kamaki nè, Japan ha. Cái thân nó bằng nhôm. Đó, lưỡi còn ok ngon lành, không vấn đề gì hết. Chỉ có nước sơn nó hơi tróc hơi xấu thôi. Cái này là cái khóa để anh em khóa lại mở ra nè. Nè, mở ra nè, rút cho anh em coi nè. Cái này về anh em lắp cọng dây vô là mình xài thôi. Để kéo ra hết 2m cho anh em coi ha. Cái này có một tay làm hơi khó nè. Đó 2m nè, anh em thấy không? À 2m ha. Rồi cây này 700 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Rồi cái số 39 nha anh em, bộ này em bán 250 nha, tất cả đều đã kẹt cứng hết rồi, thì về anh em làm lại. Đó, ha. À, đuôi chuột nè. Anh thấy không? Đuôi chuột nè. Đó, như cái đuôi này đuôi chuột 1951 nè ha. Kẹt cứng rồi, về anh em làm lại cho anh em của top nè. Đó thì bán nguyên đống này là 250. Cây này của Made in Japan nè. Cây này của Shopper nè. Kẹt cứng luôn rồi, 21 ha. Cái đuôi hơi gãy nè. Rồi cây này của MCC 1214 ha, hơi xấu xấu nha anh em. Về anh em làm lại nha. Rồi mỏ lết nè, mỏ lết này kẹt hết rồi. Bắt sồ phó kịch vậy nè. Ha, cây này 15 cm, kẹt cứng rồi, về anh em làm lại. Rồi cây này cũng kẹt cứng luôn. Angle Rain nè, kẹt cứng nè, về anh em làm lại nha. Cái này 15 cm ha, Japan ha. Đó. Rồi cây này Crop Vanadium nè, cây này cũng làm lại luôn nha anh em, 15 cm ha, cứng nha anh em. Đó, tất cả những cây này đều cứng hết, em thanh lý 250.000, Heavy Duty Top nè. Ha, Top, Heavy nè. Cứng luôn nha anh em, cái này xây được nhưng mà nó không chạy được ha. Về anh em làm lại ha. Thì bán nguyên đóng vậy là 250.000, giá quá rẻ luôn ha. Crop Vanadium nè, cứng luôn nè. Lobster nè. À, lớp tơ cứng luôn nè, lớp tơ 20 cm nè, cứng nè. Đó. Rồi cây này của Nissan nè. Nissan này bị dập nha anh em, Nissan này còn chạy được nhưng mà bị dập con này ha. Đó thì gom luôn. Rồi cây này xấu quá anh em, cây này không biết hãng nào nữa, cũng cứng luôn. Đó. Rồi cây này là của New lớp tơ nè, cây này 25 cm nè. Cây này cứng nha anh em. Đó cây này cứng ha. Đó thì bán hết nguyên đống này là 250.000. Chuyển khoản bao ship luôn ha, thanh lý cái đống này là kẹt cứng hết nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nha, 9 cho mỏ lết, 3 cái đuôi chuột là 250.000 nha anh em, kẹt cứng ha, chuyển khoản bao ship. Rồi số 40 là một cái cây nhổ đinh. Cái này không biết nhổ đinh gì đó anh em ơi. Nó dài khoảng 45 cm á. Cái này của Mỹ nha anh em. Cái này dài khoảng 45 cm ha, cái này của Mỹ. Nó thùng vô được nè. Để anh em rút lúc mà anh em nó cạp vô cái đinh được rồi á ha, anh em sẽ dùng cái này nè, anh thùng một cái. Rất là nặng luôn ha, nó sẽ rút lên. Cái cân thử lên. Cây này nặng khoảng 1,7 kg nha anh em. 1,7 kg ha. Đó, đó. Thụt ra được vô nè.
đó. Thì xài như vậy nè, khi mà cái đinh của anh em nó nằm ở dưới cái pallet á, tấm gỗ á, thì anh em để cái đầu này xuống nè, mình thụt xuống đó, nó sẽ đóng, nó sẽ âm xuống ha, để nó mút vô cái đinh. Rồi cái này nó sẽ cạp vô cái đinh nè, cái hàm nè, giống như cái mỏ hoại đó, cạp vô cái đinh nè đó. Cạp xong anh em sẽ nảy cái này, anh em nảy theo chiều này nè. Đó, nảy theo chiều này nè ha, thì nó sẽ kẹp lại cái đinh lại, nó cạy cái đinh lên đó. Xong còn nếu mà chưa lên nữa thì anh em dùng cái này nè, anh em giật ra nó sẽ rút ra, rút cái đinh lên đây cho anh em coi cái mỏ nè. Này không biết kẹp đinh gì nữa, chắc đinh u quá đó, đinh u thì nó kẹp vô đây rồi nó mút lên ha. Còn nếu mà cái đinh đầu tròn chắc khó kẹp á, hoặc là nào sưu tầm thì lấy cái này sưu rip nè, dưới đây made in dưới đây đó, anh để chữ rõ ràng không đó, the rip box đó. Cái này bằng gan nha anh em, bằng gan, cái đầu này bằng thép rồi, rất là nặng luôn. 350.000 anh em, chịu thắng mua ship nha. Mã số 40 một cây nhổ đinh của Mỹ. Rồi mã số 41 là một cái cây rút đai, cây này bán 120 nha anh em, chịu thắng mua ship nha. Cây rút đai, cái này em muốn biết xài sao nữa, nó tùm lum mà. Này có lò xo nè, rồi cái này không biết sao mà cho nó rút về nữa đó, thật sự là cái này em không biết xài luôn á. À, anh em nào biết xài thì chỉ em xài với. Cái này không biết xài sao nữa, nó không biết rút về sao nữa. Đó, cái này bán 120 nha anh em, chịu không bao ship nha. Ở đây có cái tem nè, 120.000 một cái cây rút dây đai mà anh em đóng thùng thùng hàng á, anh em muốn cho nó chặt thêm á thì nên lấy cái này ship đai nè, 120 anh em, mã số 41 à, chuyển khoản vào ship luôn ha. Rồi 42 là một cái máy mài nhắm hơi đó, cái này xài đá ăn tất bình thường nè, thông dụng nè. Thì cái này tặng cho anh em thêm một cái chìa mở để anh em kẹp vô đây, anh em kẹp ngoài sau lưng đó nè, nó có con tán nè ha, kẹp lại rồi dùng cái lục giác mở cái này ra để anh em kẹp cái đá vô để em thay đá. Cái này vui di nha anh em, cái này bán 300.000 ha. Cái này khuyến cáo anh em là anh em nào có bình hơi lớn đó, mình mới xài cái này đó. 13.500 vòng phút, tốc độ maximum của nó nếu mà hơi anh em hơi lớn á là 13.500 vòng phút. Anh em xài cái ống hơi cũng lớn luôn á thì nó tốc độ nó chạy được hết công suất đó. Cái này anh em nè, anh em phải đẩy vô nè, đẩy lên cái rồi mình xoay đó, xoay qua đây chữ on nè thì nó mới chạy ha. Đó, tắt ha, đẩy vô cái rồi mình xoay đó thì nó chạy, còn tắt thì mình tắt như vậy đó, bình thường thôi đó. Cái này bán 300 nha anh em, chịu thắng qua ship nha. Còn chạy con lành ha, để test thử cho anh em coi ha, em quay test chạy thử cho anh em coi ha. Này em cắm hơi nè đó, Fuji nè, 13.500 vòng phút ha. Chạy ngon lành nha nè, tại cái bình hơi em nó nhỏ, nó hơi yếu á. Cái này anh em xài bình hơi lớn thì xài ok luôn. Đó, cái máy hơi em nhỏ nó chạy không nổi. Cái này xài bình hơi lớn ok nha anh em. Cái này 300.000 ha, chuyển khoản vào ship nè. Rồi số 43 nha anh em, số 43. Số 43 là một cây thước cuộn. Đó, của Yamazo, cái này 50m ha, nhưng mà cái tay quay nó bị nứt nè. Tay quay bị nứt ha. Nhưng mà không ảnh hưởng nha anh em, chưa rớt ra được tại vì trong này nó có miếng thép ở trong á. Nó ốp nhựa bên ngoài á cho nên là nó không có gãy được đâu. Đó, nó bị nứt cái này. Anh em xem kỹ ha, bị nứt cái này nha anh em. Đó, cái này mấy 200.000 cái thước cuộn, ở trong cái dây cũng rất là đẹp luôn á. Cái này em tháo ra vệ sinh rồi, 50m ha. Đó, 200.000 thôi anh em, chuyển khoản vào ship nha, 50m. Ngoài cái chỗ nứt ra thì cây thước này nó không bị gì hết, nó xài giống bình thường ha. Đó, Yamazo. Đây, Yamazo nè, Milan 50m. Cái này mới 200 thôi, chuyển khoản vào ship nha nè, hỏi số 43 ha. Rồi 44 là một cái đầu kẹp khoang. Đó, cái này chuyển từ máy bắn vít 6.35 qua cái máy khoan 13 ly. Đó, nếu mà anh em là có máy bắn vít mà anh em muốn khoan á, mà kẹp cái mũi lớn á thì anh em dùng cái này. Đó, cái này gài vô. Gài vô máy bắn vít của anh em. Cái này cốt 6.35 nha anh em, thông dụng bình thường á. Nè, tay ship còn luôn nè, gắn sẵn cho mình luôn. Cái đầu này đầu kẹp 13 còn rất là đẹp luôn. Cái này mới 300.000 nha. Đây nó ghi là 1.5 tới 13. 1/2 tới 20 UNF gì nè. Đó. Cái này made in ở đâu thì nó không ghi luôn. Đó, chỉ thấy nó đẹp còn mới quá. Cái này bán 300 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Đó,
cái này còn nhẹ nhàng cái máy luôn nè, không có vấn đề gì hết nè, xoay là mở thôi, xoay là mở ra đó, mở về làm đi ba nè, còn rất là đẹp luôn nha anh em. Cái này 300.000 ha, có sẵn tài xiếc luôn. 45 là một cặp đế từ đó, đế từ cái này là khối V nha em, khối V từ ha, cái này của Canetech đó, mã là KMV-50C đó. Cái này là on off bằng lục giác cho anh em, anh em đút cái lục giác vô đây ha, mình dặn qua on lục off đó của Canetech. Đế từ còn rất là đẹp luôn, mặt còn rất là đẹp luôn. Cặp này bán 900.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Cặp này bán 900.000 ha. Rồi cái đo cái chiều dài, chiều rộng của nó 4cm nha nè. Cái bề này là 4cm nè. Đó 4cm. Chiều dài của nó là nó khoảng 7cm. Rồi chiều cao của nó là nó cao khoảng 5cm nha nè. Đó báo cái thước 5cm ha. 5, 4, 7. Đó, khối V ha. Này thì anh em để hai cái trụ tròn lên đây. Đó, rồi nó sẽ hết vô. On off là bằng cái con giác nha nè, của Canetech KMV-50C Japan nè. Đó, có hai cái. Hai cái bán nguyên một cặp luôn là 900.000, chuyển khoản mà ship nha, mã số 45 ha. Còn đẹp lắm. Rồi cái số 46, số 46 bán bốn cái dĩa này là 180.000 nha nè. Đó. Cái này đường kính của nó là 185. Nhưng 1.6. Đó. Cái này khoảng 52 răng thì phải. Đó, về anh em gắn cái máy gỗ là ok luôn ha. 165 ấy nè. Ủa 185, cái này 185 nè. Ba dĩa đều kích thước như nhau luôn. Đó, mã số 46 ha, 4 cái là 180.000 nha nè. Răng cỏ em thấy cũng còn tạm được á, có cái thì nó mẻ một hai răng. Đó như cái này mẻ một hai răng nè, cái màu đen này mẻ một hai răng nè. Cái này của Makita nè anh em. Để coi cái màu đen của con nào. Cái màu đen thì không thấy chữ, chữ bay mất tiêu hết rồi. Còn cái màu trắng này, cái màu trắng này cũng bay chữ luôn, chỉ còn cái chữ là 165, 185 nhân 1.6 nhân 52B, 52B với 52 răng á. Cái này của Makita nè, 185 luôn nè. Ha, để cắt gỗ của Makita 185. Cái này về anh em gắn cái máy cầm tay là ok nè. Đó 185 nhân 1.6 nhân 48, 48 chắc 48 răng. Này có Hitachi nè, 190 nhân 1.6 52B, 52 răng á. Ha, cái này về anh em xài vẫn được, bình thường. Chưa có mòn lắm đâu. Ha, 4 cái là bán 180.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Bán cả 4 luôn ha, 4 cái 180, chuyển khoản bao ship ha. Rồi số 47 em bán cây này 100.000, cây kiềm tút dây điện, không có thấy tên tuổi gì hết, vệ sinh xong là không thấy tên gì luôn. Cái này tút được nó ghi là 10, 12, 14, 16, 18, 20 gì nè, không biết. Đó em đón cái lỗ này chắc tút được dây 2 ly hay gì đó. 10, 12, 14, 16, 18, 20 nè. Đó, tút ở trong này là cắt nè. Đó, lưỡi cắt cũng còn đẹp luôn nè. Đó, ha. Lò xo bóp con lạch nhẹ nhẹ máy, gài là gài khóa đây nè, khóa lại ha. Cái này bán 100 thôi, chuyển khoản vào ship nha, một đơn cũng ship luôn nha nè, mã số 47 ha. Rồi số 48 cây thước đo gốc, cái này bán 120 nha nè, chuyển khoản vào ship nha, mã số 48 ha, 120.000 chuyển khoản vào ship. Stainless steel thép phun rỉ made in Japan của SK, cái này đo từ 0 tới 180 độ đó, từ 0 tới 180 nha nè, 120.000 thôi, chuyển khoản vào ship. Giá của em á, bây giờ anh em mua đồ mới khoảng 200 mấy, hơn 200.000. Còn này đồ bãi cũ nha nè, made in Japan á. Chất lượng giống ok nè, bán 120 thôi, chuyển khoản vào ship, mã số 48. Rồi số 49 là một cây kìm Hosan, cây này dài 18.5cm. Đó, đo tổng luôn ha, là 18.5cm. Hosan B43 175. Nó ghi 175 là 17.5 anh em, nhưng mà cái cán nhựa lú thêm một xíu nữa, cho nên là đo tổng ra 18.5. Là nó vậy ha. Cây này Hosan, cây này miệng mồm rất là đẹp luôn nè, răng cỏ còn đẹp anh em thấy không, lưỡi cắt còn khít luôn á. Đây cho anh em coi cái răng bên trong đó nè, đó cái răng còn thẳng tắp còn đẹp ha. Đó còn tưởng nó đẹp ha nè. Rồi cái này bán 120 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha, giá quá rẻ luôn ha, mã số 49 120.000. Một cái kìm đẹp về thì cái giá vậy là coi như là rẻ hơn so với hồi trước rồi anh em. Rồi số 50 là một cái này đặc biệt lắm, cái này là xài bi.
nhưng mà đầu chỉ có 1/4 thôi. Cái này dài 14 cm nè, cái này của Subaki dài 14 cm nha anh em, đầu 1/4 ha. Cái này xài bi xử lý mấy góc hẹp thì lúc nào mấy cây góc hẹp em cũng dàn cái lớp minh họa vô đó. À, là nếu mà anh em xài cây bình thường á mà cái góc nó bị dướng vậy nè, dướng qua hai bên vậy nè, anh em lắc là cái này nó không quay được đó, tại vì nó không có đủ góc độ để cho cái này nó nhảy răng qua nó quay ha. Thì người ta mới sáng chế ra một cái này xài bi đó. Xài bi thì khi anh em lắc một cái góc nhỏ xíu thôi nó cũng ăn được. Bây giờ mình anh em xem cái lớp minh họa nó sẽ dễ dàng hơn, dễ dàng tưởng tượng hơn. Cái này em bán 450 nha anh em, dài 14 cm ha. Subaki nè, anh em thấy không? Subaki. Cái mã của nó là TCW-201. Đó, TCW-201, anh em thấy chữ không? TCW-201 của Subaki. Thì khi mà anh em siết vô anh em để chiều này. Còn khi mà anh em mở ra anh em để chiều này, anh em đẩy cùng này xuống. Đó là anh em mở ra. Ha, nó không có nút đảo chiều nha anh em, mình chỉ lật qua, lật lại, lật qua, lật lại thôi. Đó, nó có hai chiều vậy nè. Đó, để qua để lại vậy. Ha, cái này đầu 1/4. Đó, đầu 1/4, đầu nhỏ nha anh em, nhỏ hơn 3/8 ha. Đó, 3/8 là 9.5 ly, 1/4 cái này là 6 ly 35, 6 ly 3. Đó, cái đầu này đầu khẩu nhỏ nhất rồi nè. Ha. Rồi cái này bán 450 nha anh em, chịu khoảng bao ship nha, mã số 50 ha. Rồi số 51 là một con dao gấp của ông Thụy Sĩ. Đó, cái này có 5 món nha anh em. Một cái đầu khui nè, một con dao lớn nè, một cái đầu khui nữa với một con dao nhỏ. Bên này là cái 6 món, bên này là cái đầu khui rượu. Đó, với cái cây này không biết để làm gì. Đó, nó ghi là camping, là cắm trại. Đó, cây này của Thụy Sĩ nha nè. Cây này Thụy Sĩ, em bán 400 ngàn ha, chuyển khoản qua ship với toy nóc nè. Đó, em thấy chữ không? Hơi khó thấy ha, hơi chói xíu đó. Victorinox ha anh em, Victorinox Switzerland Thụy Sĩ. Đó, về dễ thấy nè anh em, Victorinox ha, Switzerland Thụy Sĩ. Stainless thép không rỉ nè. Đó, Thụy Sĩ chứ không phải là đồ tào lao ha. Anh em nhìn cái logo là biết à. Nó logo với lại cái lưỡi dao nó phải có chữ Victorinox ở trong là ok. Cái này xếp ra vô nhẹ nhẹ máy nè, đây em xếp lại cho anh em chọn cho coi. Đó. Đó, xếp lại nè. À, rất là gọn luôn ha. Đây có cái móc để anh em móc vô chìa khóa nè. Đây phụ kiện hai bên còn đủ luôn nha anh em. À, bên này là cái cây để cậy gì nè, không biết nữa. Cậy muốn tay quá. Rồi bên này là cái nhíp nè, cái nhíp siêu nhỏ luôn. Ha, à, thì cái bộ này bán 400 ngàn nha anh em. Chuyển khoản vào ship ha. 400 ngàn cái tôi nóc, mã số 51. Rồi số 53 em bán 250 là một cái cử dũa lưỡi cưa xích dành cho anh em làm cưa máy á. Ha. Ở đây cũng có chỉnh góc nè, cái góc này thì em không biết chỉnh nữa. Anh em còn có cao nhân nào biết thì ấy, em chỉ xem cái clip trên mạng thôi. Đó thì cái này là anh em kẹp vô cái lam xích của anh em nè. Ha, cái này em gắn cái dũa tròn vô, có hai ốc nè, gắn cái dũa tròn vô đây. Đó rồi anh em dũa. Rồi mời anh em xem cái clip minh họa ha. Đó, cái này dũa lưỡi cưa xích là bao chuẩn luôn nha anh em. Cử này dũa bao chuẩn luôn ha. Cái này không có tên tuổi gì hết nha anh em, 250 ngàn ha, chuyển khoản qua ship mã số 53 ha. Rear thumb screw tightens up the guide. Front screw tightens up the clamps on your chain. Make sure it's loose enough so you can run your chain through, but stops your chain lifting up. Set your angle on the top using screw underneath. Loosen it, set it to 30 degrees. The gauge is on the back, on the other side, over here. Tighten that up. Right. Set your file down in your colour and set your depth with the black screw on the top here. You want it so that it just sits down in your cutter. Right. A little bit of oil on the pad to help it slide through. Back, two hands, and just slide him through. Doesn't need a lot of pressure. Let the file do the work. And flip him up,
next cutter on that side, back against the stop, and away you go again. To do the other teeth, loosen off your angle gauge, spin it round so that you've got 30 degrees on that side. Side it up in the next cutter, and away you go. Same on that side. Rồi số 54 là một cây kèm của cây 3 nha em. Cây này em đo thì nó dài khoảng 21 cm á. À, của cây 3. Đó, cây này ngoại hình tương đối còn đẹp. Đây cây 3 nè. Em thấy không? Thấy chưa cây 3 không? À, cây 3 mã B-108 cho bên. À, logo GS. Cái mặt hơi trên này nó hơi đổ nhẹ nhẹ xíu nha em. Nó răng cỏ cũng rất là đẹp luôn. Nói chung cây này ít xài á. Đây em coi cái lưỡi cắt của nó nè. Lưỡi cắt của nó còn kích đẹp luôn nè. Rồi cái răng bên trong nè. Đó, cái răng bên trong á còn rất là mịn, rất là đẹp luôn. Đó, ha, rất là mịn, rất là đẹp luôn ha. Ok, ngon lành đó nè. Đó, cái này bán 250 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha, cán nhựa ngon lành luôn, anh em sửa điện là ok luôn á. Rồi tiếp theo số 55 nha anh em, số 55 là một cái mạng nhắm hơi. Đó, cái này kẹp mũi 3 ly nè. Đó, cái này bán 400 ngàn nha, chuyển khoản bao ship, dây zin của nó nè. Cái ống này ông xả hơi á, nói vô cái dây luôn. Đó thì cái dây này tình trạng là nó bị xì chỗ này. Đó, xì chỗ này, chỉ xì chỗ này, xì anh em để xài vẫn bình thường. Đó, nó không có tốn hơi nhiều lắm đâu ha. Còn nếu mà anh em nào kỹ nữa thì mình cắt cái đầu ra nè. Cắt cái đầu ra mình làm cho nó ngắn lại. Đó, thì dây này dài, rất là dài luôn, dài chắc khoảng 1,5 m á. Thì anh em cắt lại một khúc nó cũng không vấn đề gì đâu. Đó. Cái này cái van của nó, cái van on off của nó nè. Ha, on off nè. Dặn vậy là mở tắt nè, dặn vậy là mở nè. Ha. Cái này thằng này của Super Tool nha anh em. MS-3H Made in Japan. Đó anh em thấy không? Super Tool nha. MS-3H Made in Japan, sản xuất tại Nhật đàng hoàng. Đó cái bút anh em cầm tay anh em mài nè. Rất là gọn luôn, nhẹ nè. Cái vỏ ngoài nó còn nhựa ha. Đó. Nhẹ nhàng máy, anh em mài anh em đánh. Đó thì cái này bán 400 hay chuyển khoản bao ship nha nè. Mã số 55 ha, 400 ngàn chuyển khoản bao ship. Rồi con mài bút này 400 ngàn chuyển khoản bao ship nha. Cái dây nó bị xì chỗ này nè. Về anh em có thể cắt dây để mình nói lại cái đầu này ha. Bỏ cái khúc này đi. Đó. Thì em bán nguyên bộ vậy là 400 ngàn. Nè nó chạy nè, con này Super Tool Made in Japan nha nè. Đó, chạy rất là êm ái luôn ha. Nè nó đang chạy luôn nè. Nè đang chạy luôn á nè. Tắt nè. Đó, à. Chạy ngon lành, không vấn đề gì hết á. Chỉ có cái dây là nó bể nhẹ cho này xíu thôi. Rồi cái số 56 này em bán 180 ngàn nha em. Một cây dặn cắt ốc. Đó, cây này thì không thấy tên tuổi gì hết. Đó, nhiều khi cái tên nó đóng ở đây mình bị bay rồi nè. Cây này tình trạng của nó là ti ren còn đẹp, ngon lành ha. Nhưng mà chỉ có con ốc định vị ở đây nè. Anh em thấy con ốc định vị ở đây không? Đây con ốc định vị nè. Để nó cài vô cái rảnh chỗ này nè. Để nó không có lắc qua lắc lại á. Ha, thì con ốc định vị này nó chưa có tới. Mà nó đang bị kẹt ha. Nó không có dặn vô được. Đó, về anh em coi anh em sửa lại được thì sửa ha. Còn không thì anh em để về xài vẫn bình thường. Đó, anh em chỉ việc ép cái ti này vô thôi ha. Cái lưỡi cắt cũng còn đẹp lắm nè anh em coi nè. Để lấy nét lại. Đó, cái lưỡi cắt còn đẹp nè. Thấy không? Lưỡi cắt còn đẹp sắc nét luôn nè. Đó thì khi xài thì em xỏ vô đây, bình thường là có chút định vị nó ăn vô cái rảnh này để không cho cái này xoay. Đó. Ha. Rồi anh em dùng cái này nè, anh em ép lên. Đó, ép lên để cái này đẩy vô khi để nó cắt ốc reset. Đó, ha. Nhưng mà cái này nó bị quay vòng tròn nè. Nó đang bị quay vòng tròn mũi này nè. Đó thì về anh em coi anh em chế lại, còn anh để về anh em xài cũng được. Chịu khó cái tay mình vịn chút xíu thôi. Khi mà nó ăn vô rồi thì anh em buông tay ra. Rồi anh em cứ siết vô thì nó cắt ốc thôi ha. Rồi để em đo coi cái này cắt ốc được mấy ly. Rồi ốc 16 là cắt được nha anh em. Đó, ốc này ốc khoảng 16 ly là cắt được ha. Đó, ốc cắt được 16 17 ly là cắt ok luôn á. Bỏ vô là cắt ha. Ở trong này nó còn cái đầu nữa nè. Cái này bán 180 nha nè.
Còn cái đầu á, khi mà cắt xong rồi thì anh em rút cái đầu cắt này ra, anh em bỏ cái đầu dặn này vô. Đó, cái đầu dặn này nó có cái nhám nè, anh em thấy không? Bỏ cái đầu dặn này vô. Đó, mình dùng cái này mình dặn, mình mở con ốc rồi mình cắt rồi. Đó, mở ra, bỏ này vô nè, rồi siết lại. Đó, ha. Chỉ có bị cái chỗ này thôi chứ không có vấn đề gì hết. Vậy anh em coi sữa này được sữa ha. 180.000 mã số 56 nha anh em. Chuyển khoản và ship ha. 180.000 mã số 56, chuyển khoản và ship. Số 57 em bán 5 cây chìa khóa vòng này là 280.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Gồm có một cây 10, 12 nè, 11, 13 nè, 12, 14 nè, 14, 17 nè, 19, 21 nè. Đó là 1, 2, 4, 5, 5 cây ha anh em. Này là hai đầu trồng hết luôn. Cái này của Super Tool nè, cây này của KTC, cây này của BTC, cây này của KTC, còn cây cuối cùng là của Igo. Đó, mà anh em xem nè, Igo nè, KTC, BTC nè, còn này của KTC là cây này của Super Tool nè. Đó, 10, 12, 11, 13, 14, 12, 14, 14, 17, 19, 21. Đó, đầu miệng rất là đẹp luôn nè. Chỉ có cây này nó hơi xấu xấu xíu thôi. Cây của KTC hơi xấu xấu đen đen xíu nè. Còn cây của Super còn cũng còn đẹp đó nè. Đó thì em bán 5 cây này là 280.000 nha, chuyển khoản qua ship nha. Đó, lật hai bên cho anh em coi luôn nè. KTC nè, BTC nè. Cây này KTC này hơi xấu xíu nè, cây này Super Tool nè. Rồi 5 cây 280 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha, mã số 57 ha. Rồi số 58 em bán cái mới này là 200.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Cái này em nói nhanh ha. Đó, gồm có một cây này là của con Tone nè, 22 24 nè. Rồi, cái cây này là của thằng Osaka. Osaka 24 27. À, anh em thấy không? 24 27 ha. Rồi, còn cây này là 23 26. Cây này của KTC, nói chung mấy cây này còn xài được nha anh em, chứ không phải là đồ đẻo đồ gì hết ha. Cây này của KTC là 12-14 nè. Rồi cây này là của thằng FA nè, DF 21-23 nè. Cây này cũng hàng nội địa Nhật nha anh em, logo GS là còn nằm đây nè. Đó, tiệm nói nhanh lên anh em. 17-19, cây này của KTC nè, KTC 17-19 nè. Đó, đều hai đầu miệng hết nè. Rồi cái này 13-15 nè. Rồi cái này là 8-10 nè, của KTC nè, cây này cũng top 14-17 nè. Đó thì em bán nguyên một nắm vậy là 180.000. Ủa, cái 200.000 chuyển khoản qua ship nha nè. Rồi có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây ha. 9 cây 200.000 chuyển khoản qua ship, như cái hình trên tay em cầm nè. 9 cây 200.000 nha nè, chuyển khoản qua ship ha. Mã số 58. Rồi số 59. Số 59 em bán 5 cây kèm này 100.000 nha nè, chuyển khoản qua ship nha. Đó, 5 cây kèm này 100.000 ha, chuyển khoản qua ship. Đó, cái này cũng mở được nha anh em, nhưng mà nó hơi xấu. Thì về anh em xài gia đình bình thường ok. Đó, coi chiều dài cho anh em coi luôn. Chiều dài cái này là 16 cm nha anh em. Rồi cái này là dài khoảng 18 cm nè. Đó, cái này 16 nè, cái này 18 nè. Cái này cũng có chữ luôn nè, cái này chữ diamond nè. Răng miệng hơi xấu nha anh em. Để zoom kỹ ra cho anh em coi. À, như cái này nè, cái này cái đầu tiên nè. Cái này được Hatoya. Hatoya ha. Đó, răng miệng hơi xấu xíu. Đó, cái này lưỡi cắt của nó cũng mòn hết rồi. Đó, thì em bán nguyên nắm về 100.000 nè. Cây này lưỡi cắt của nó cũng hơi xấu xấu rồi nè. Đây, răng miệng của nó nè. Cây này có cái chữ diamond. Đó, rồi còn cây này. Cái này, cái lô này là kiềm xấu nha nè. Cái này là made in gì ta, Made in Japan. Đó, cái này Made in Japan. Ha, cái này hơi xấu, miệng cắt nó cũng hở rồi. Chuyện bán 5 cây này là 100.000 thôi. Đó, cái này cũng xài cũng còn được nên em. Mẻ ở dưới nhưng mà còn xài ở trên được ha. Răng của nó nè. Đó, răng của nó cũng được ha. Rồi cây cuối cùng, cây này là của Sanso. Sanso ha. Ha, cái răng của nó nè. Đó, tiền bán 5 cây về 100.000, giá quá rẻ luôn á anh em, chuyển khoản qua ship nha. Giá quá rẻ luôn, rẻ như cho luôn. 5 cây 100.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship, mã số 59 ha. Rồi số 60 là một kìm bấm của Mỹ, Y-Rip. Y-Rip nè. Y-Rip Peterson nè. Ha, cái này kìm Mỹ mini nha anh em. Cái này dài chỉ có 17 cm thôi. Đó, dài khoảng 17 cm thôi.
cái họng của nó ghi chữ 6R nha nè. Cái này dùng cho anh em kẹp định vị ở trong hàng nè. Anh em làm hàng mấy hàng là ok nè, xài cái này ngon nè. Đó, còn khóa là ngon lành ha, mở ra nè. Đó, cái này 150 nha em. Anh em là sưu tầm thì lấy cái này vẫn còn đẹp ha. 150 ngàn mã số 60, chuyển khoản bao ship luôn. Rồi 61 là em bán một cái cây taro kèm thêm một cây kèm là 280 ngàn nha em, chuyển khoản bao ship nha. Đó, coi như mua cây kèm tặng cây taro á, cái kèm này cũng rất là đẹp luôn. Cái taro này cái miệng hơi xấu xấu nè, đó, nhưng mà lắc còn ok nè. Chuyên xử lý góc hẹp ha. Đó, lắc còn ngon lành nha em. Đảo chiều nè, không vấn đề gì hết ha. Cái này cái taro, còn này là cái kèm nè. Cái kèm này của KTC còn mới chưa xài luôn đó, nhưng mà bị ra bãi nó vùi dập quá cho nên nó hơi lấm đốm nè. Còn KTC nè, thấy không, lưỡi cắt lỗ còn rất là đẹp luôn nè, khít đẹp luôn, bảo đảm như năm cây này rửa ra là cực phẩm luôn. Cây này nếu mà em bán ế em sẽ rửa ra em để chơi đó. KTC TB gạch 150 thì bán cái kèm này tặng thêm cái này đó là 280 ngàn nha em, chuyển khoản bao ship nha. Kèm này cũng rất là mới luôn á. Kyoto Tool nè, Japan nè, đây cái mặt sau của nó nè, có cái lỗ để tút dây điện, để cắt dây điện nè. KTC ha anh em, chiều dài cái này là 15 cm nha anh em, đi 150 ha. Cái này bán 280, chuyển khoản bao ship, tặng cho anh em thêm một cái tay taro nữa. Rồi 62 là một cái vật cảnh tinh cao. Đó, cái này không có dây nha anh em, cái này của Kamaki nè, hàng nội địa Nhật á, Kamaki, nước sơn rất là đẹp luôn. Cái này thêm một cái cưa để anh em cưa cành trên cao nữa. Đó, cái cưa thì em rờ còn bám vô cái vân tay em luôn nè, anh em biết nó nhọn cái nào rồi ha. Về anh em cứ cảm nhận cái cây này ha, rờ còn bám vô cái vân tay luôn á. Đó, cái lưỡi này cũng còn rất là đẹp luôn nè, lưỡi cũng rất là đẹp luôn nè, không vấn đề gì hết nè. Về anh em chỉ việc lấy cây tre á anh em, khoan một lỗ ha, đây con ốc sẵn rồi anh em chọc vô, bắt ốc này lại rồi buộc dây vô, cái là mình giật thôi, mình giật cành trên cao ha. Cái họng này là 25 mm, đó, cái họng này là 25 mm, 2.5 cm á ha. Cái này em thấm một lớp dầu để bảo quản cho nó thôi chứ không gì hết trơn đó. Về với gì xài thôi. Cái này em bán 600 ngàn nha anh em, chuyển khoản qua ship nha, chỉ có cái lưỡi thôi ha, không có cái cán nha. Cái clip em xin kết thúc tại đây, anh em nào cần mua hàng vui lòng nhắn tin vào số điện thoại em để bên dưới màn hình ha. Cảm ơn anh em đã quan tâm em cái Tâm Nhật Bãi nha.